sân bay nè. Ồ, mấy sân bay rồi, mấy chiếc bay máy bay ra đậu được của anh chị thấy không? Tạo ra cái hình dáng cái máy này để mà nó sử dụng cho cái gì, đúng không? Cái con tàu này nó đã cũ xưa rồi, nhưng mà những người mà tạo ra cái máy này chắc còn xưa hơn nữa, đúng không? Dạ, quá khủng khiếp. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại chú Kevin Trần đang có mặt tại thành phố San Diego, giáp với biên giới Mexico. Thì chú ơi, phía sau lưng ở đây là cái con tàu gì hả chú? Chú có thể giới thiệu con bác tàu này là con tàu USS Midway. Dạ, Midway. Dạ, là một con tàu hồi xưa, nếu như không lầm là nó trong Thế chiến thứ hai, sau khi mà Thế chiến hai xong thì Mỹ kéo cái tàu này về đây. Thì đại khái tiếng Việt Nam mà mình nói chuyện đó là tàu sân bay ha, tàu chiến hạm, tàu chiến hạm, dạ. Chiến hạm, đúng rồi, chứ không phải là hàng phòng mẫu hạm đâu, hàng mẫu hạm thì vô đây không có vừa đâu, nhưng mà nó về là cái một cái chiến hạm này nó đậu đây để mà bây giờ nó trở thành một cái museum. Mà khi mà mình tới San Diego thì hầu như là người nào cũng sẽ tới chỗ cái tàu này để mình lên mình có thể tham quan được là cái tàu nó làm sao. Và đây là một cái con tàu được sử dụng trong Thế chiến thứ hai luôn, chứ không phải là họ xây lên để mà họ bảo tàng không cho có. Xem đúng rồi, một con tàu thực luôn á. Một con tàu thực luôn. Thì bây giờ họ kéo về đây rồi họ để đây để cho dân chúng họ có thể lên để tham quan, để cho nó trở thành một cái museum, một cái viện bảo tàng. Đối với tất cả các nước thì quân sự là coi như là bí mật của quốc gia, nhưng mà ngày hôm nay cái con tàu USS này nó lại nằm ở tại đây là cho mọi người tham quan. Và con được biết là cái con tàu này là mỗi năm là có hàng triệu du khách đến đây hả chú? Đúng rồi, rất là nhiều người ta tới ở California, đặc biệt California đều tới thành phố San Diego và để lên thăm con tàu này, tại vì mình là người dân mà, đúng không? Mình nếu mà một cái chiến hạm như vậy thì chắc cả đời này mình, nếu mà mình không đi lính thì chưa chắc mà mình đã được lên những cái chỗ này, đúng không? Thôi thì bây giờ hai chú cháu mình sẽ lên đó, sẽ đi đến đâu sẽ chia sẻ đến đó. Và trước khi mua tàu, vừa lên cái tham quan con tàu thì chắc có lẽ điều đầu tiên không phải nói đó là sẽ mua một cái vé để mà lên tham quan, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái phòng bán vé thì nó sẽ nằm phía bên kia. Rồi mình mua rồi mình lên đó là mình tự túc thôi. Mình tự túc mình đi tham quan cái con tàu đó, rồi mình quay phim chụp hình gì đó. Rồi xong rồi. Cũng như những cái chỗ khác thì trước khi mà đi tham quan thì Bùi Hồ cùng với chú cũng sẽ trả một cái tiền gọi là tiền phí đổ xe. Thì ở đây đây là cái cây thu phí đổ xe tự động ở ngay tại Mỹ nè cô bác anh chị. Ở đây thì đều trả qua thẻ hết hả cô bác anh chị? Thì chú cháu đi tham quan ở cái địa điểm này đó là khoảng 2 giờ và phí trả xe là khoảng 5 đồng. Ở đây là bờ biển Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương chú? Cái này là bên này là của Pacific Ocean, tức là Thái Bình Dương. Thái Bình Dương, đúng rồi. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại chú Kevin Trần có mặt ở tại San Diego để chia sẻ những hình ảnh cực kỳ thú vị. Và phải nói là không phải là khách du lịch nào mà cứ đặt chân đến Mỹ thì sẽ có thể là biết được, vì không có những người như chú Kevin Trần và không có các anh chị mà ngay tại thuộc địa, ngay tại ở cái vùng đất ở tiểu bang California này thì không thể nào biết được hả chú ha. Đây là một cái chú là tour guide, tour guide chất lượng như tour guide miễn phí. Đây, ở đây thì mình có thể mình nhìn thấy cái con tàu nó cực kỳ lớn nha. Đúng. Cô bác anh chị, mình nhìn thấy nó cũng nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình luôn á. Và con tàu này trên đó nó có những cái chiếc máy bay để đáp sân bay á. Đúng rồi. Thì này là tàu chiến nè. Thì những cái máy bay trên đó là máy bay thiệt luôn á. Máy bay thiệt luôn á. Máy thiệt luôn á. ôi trời. Và một số thông tin thì hình như là con tàu này là một trong những cái con tàu mà phục vụ của hải quân của Mỹ lâu nhất á. Khoảng 40 mấy năm á cô bác anh chị. Nhìn thấy nó lớn rồi không? Mình không nghĩ người ta trong cái đã cách đây là hồi thế kỷ 20 mà con tàu Mỹ đã làm cái con tàu như thế này hả chú à? Đúng rồi. Mình cũng không thể nổi là tại sao có những người mà người ta thông minh đến nỗi mà người ta có thể làm được cái con tàu to như vậy. Dạ. Như cái con
nó lớn hơn một cái building bình thường nữa rồi. Dạ. Mà con nghĩ là cái để chi phí mà để mà vận hành cái con tàu này không phải ít hả chú hả? Dạ, không phải ít đâu. Dạ. Thì bây giờ trên đó đó, các quý vị thấy là trên đó là nó làm có nhà hàng trên đó luôn. Dạ. Đó là quán cà phê đó, thấy không? Dạ. Cà phê đó. Mở quán cà phê luôn kìa. Nó làm nhà hàng trên đó. Rồi mình có thể đi lên, mình vô trong bên sâu trong cái con tàu. Có những cái khoang cho thủy thủ, yeah, những cái khoang mà các thủy phòng ăn, phòng chơi, phòng ngủ, yeah, mình sẽ tiếp nối mọi người tiếp tục theo dõi nha. Đó. Ôi nó cao lắm, nó cao khoảng mấy chục feet đó, 100 feet không chút. À, cái từ dưới mặt nước mà lên trên đây thì xuống nữ chắc khoảng trình độ chắc hơn 100 feet từ đây lên cái đác đó lắm, khoảng trên 100 feet. Dạ. Ồ, dạ. Trình độ đó khoảng 100 feet. Còn lên nóc luôn thì là cao lắm. Dạ. Khủng khiếp không? Vườn hồ phải chia sẻ thật là Bùi Hồ cũng chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ đi du lịch đến Mỹ, và đặc biệt là du lịch tự túc. Vì đối với Bùi Hồ á, việc đi đến Mỹ là một du lịch, là một việc gì đó nó ngoài sức tưởng tượng rồi. Nó không nghĩ đến, nhưng mà ngày nào hôm nay được may mắn đặt chân đến đây, rồi được các anh các chú hướng dẫn là tour guide chính hiệu đi đến những cái nơi này thì không phải là ai cũng có thể đặt chân đó, phải nói như vậy hay chú ha. Mà Bùa Hồ là đặc biệt nhất mà. Dạ. Cũng cảm ơn những cái hữu duyên như thế này nè. Hả? À. Bây giờ là hai chú cháu thì cũng sẽ lại đằng kia mua vé, thì Bùa Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý chị biết là cái chi phí nó lên tàu và bao nhiêu, ở trên đó sẽ có những gì ha. Trời ơi, cô bác quý chị thấy sự khủng khiếp của cái con tàu chưa? Trời ơi. Đừng đưa vào đầu. Dạ. Mình rất là bé tí ở trên cái con tàu này hả chú hả? À, chiếc xe nó đang dè lại đằng sau. Bây giờ hai chú cháu sẽ đi vô mua một cái vé. $34 một người. Dạ. Ta bằng giá nè. Dạ. Để chú coi coi. Mở từ lúc 10 giờ sáng. À, 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Ừ. 4 giờ là bắt đầu người ta cho mình xuống ha chú ha. Ừ. Xuống tàu hay nào, nếu mà dưới 3 tuổi thì được miễn phí. Dạ. Hoặc là người này là đang active duty military. Dạ. Tức là đang đi lính. Dạ. Thì cũng được vô miễn phí luôn. À. À, chỉ có là 13 tuổi trở lên thì là $34, 4 tuổi đến 12 tuổi thì $24. Dạ. Hoặc là veteran, là cựu chiến binh đó. Cựu chiến binh, những người đã đi lính và giải ngũ rồi đó, mà nếu có cái proof á thì được là $24. Dạ. Xem được người đầu. Dạ. À. Ở đây họ sẽ phân biệt rõ ràng trẻ em. Dạ. Rồi người lớn ha. Đúng rồi. Rồi sau đó là những còn cái này dưới này á, là mình mua nguyên năm. Tức là annual freedom pass cho hai người. Dạ. Thì $90, tức là $45 một người, đúng không? Dạ. Thì quý vị coi là một ngày mình vô là $34. Dạ. Mà mình đi nguyên một năm thì chỉ có $45 thôi. Dạ. Còn nếu mình 4 người á thì có $150 thôi. Dạ. Tức là nếu mình chia làm 4 á, 150 chia cho 4 thì nó giữ $40. À. Đúng không? Nhưng mà mình đi được nguyên năm luôn. Dạ. Nhưng mà không biết ai mà đi đây nguyên năm không biết. À, chú, cái này là họ nói là free audio tour. Đúng rồi. Là... tức là vô nó cho mình một cái headset, một cái. Dạ. Một cái cục ấy, mình đeo vô headphone này. Rồi mình chọn tiếng gì, đây nó có những cái tiếng khác nhau. Dạ. Thì là tiếng Nhật nè ha, rồi tiếng Trung Hoa nè, còn đây là Mỹ nè, Đức. À, Đức hả? Mấy cái coi đây Đức này chú. Còn này. Dạ. Là gì, thời này là gì? Hình... chắc là Mễ à. Đây. Dạ. Là Mễ nè. Mễ hả? À, còn đây là đời gì thì không biết. Dạ. Chú nói là để chú trả, vì đa số ở đây là chú không có đem tiền. Dạ. Mặt. Dạ. Can I have the two adults? Two adult tickets? Yes. Sau khi mua vé với $34 một người thì hai chú cháu được hai cái thẻ như thế này. Cái này là cái vé, cái hướng dẫn. Hướng dẫn ở trên này là nó, mình đi đâu á. Dạ. Còn cái audio thì mình vô trong tàu, mình đưa vé thì nó mới đưa cho mình. Dạ. Rồi sau khi mà mình ra khỏi thì mình phải trả lại cho người ta.
Vậy là chú được miễn phí cái audio nè, con không được miễn phí. Muốn hai người đều miễn phí hết. Ờ, hai người đều miễn phí nếu mình muốn. Dạ. Mỗi người được miễn phí một cái audio. Dạ. Thôi nhưng mà Bùi Hồ cũng đâu hiểu, nhờ chú dịch lại. Dạ. Qua hướng này hả chú Hà? Welcome aboard, one at a time through. I don't know. Mua cái vé xong rồi. Thật sự ra Bùi Hồ muốn dùng audio thì dùng. Dạ. Không, mình không cần đâu. Mình đi vòng vòng tại vì mình chỉ trải nghiệm thôi mà. Dạ. Còn nếu mà mình audio là mình biết là để chuyên có sâu. Lịch sử. Dạ. À, lịch sử coi là cái chỗ này chỗ gì, chỗ gì. Vậy thôi. Và bây giờ mình phải đi thang máy lên hả chứ? Ôi trời ơi, con Tàu, cái thang máy này là sau này tự chế thôi nha. Có Bùi Hồ nghĩ là nó không có thang máy đâu. Và bây giờ thì hai chú cháu cũng bước lên tàu nè. Đó. Và lối vào thì ở bên đây. Trời ơi. Chắc chú không lấy cái audio thua nè. Dạ. Để nó ngọt công cận. Mình đi dòng dòng mình coi cái tiếng. Này đã chụp hình cho mình nào phải không? Dạ. Photo, free video. Ok. No, đây là đường. Cái này là mình chụp hình mình phải trả phí. Tức là mình phải trả tiền. Rồi. Nếu mình lấy thì nó trả tiền. Dạ. Và ở đây là có những cái audio á để mình đeo tai á. Bữa hồi cũng vậy á. Dạ không. Để đeo vô trong này thôi thì dạ, dạ. Người ta biết. Đeo thử cho biết thôi. Ừ. Chắc quá. Nè. Nè không dùng. Đeo vô này. Okay, all right, sure. Point to the station. Okay. Thank you. Thank you. Mỗi một cái là mình spoil vô, sau đó là mình nghe. Thế là introduction nè. À. Mình ở vô xong mình nghe giống như cái phone vậy đó. Dạ. Mình để vô đây. Dạ. Đó, giờ nó hiện lên nè. Đó, đó, nó lại. Thấy không? Dạ. Thấy không? Thấy không? À, đây, cho mình. À, đây thì sẽ có một cái cây trụ hướng dẫn. Và cái cây trụ này nó sẽ nói ra tiếng Anh cho mình hoặc là tiếng Trung Quốc gì đó. Đủ loại tiếng hết á. Để họ giải thích cho mình hiểu cái nơi mình đang đứng nè. Mình không cần là mình đi vòng vòng mình coi cho nó biết. Dạ. Qua đây đi chút. Trời. Bồi hồ cứ tự nhiên đi giống như là ấy đi. Dạ. Đừng vô đi chú. Tại vì cứ con có làm cái này lắm đâu. Dạ. Cứ đi chỗ nào. Thôi thì chia sẻ cho cô bác với chị biết thôi chứ Bùi Hồ cũng không có biết gì nhiều, nhưng mà mình nói gì hai chú cháu mà đi mà không có gần nhau có thể lạc luôn á. Cái con tàu này nó lớn đến vậy á. Ừ. Phía sau lưng này cô bác có chị thấy không? Một anh lính á đang làm nhiệm vụ ở trong này. Ở trong này là giống như bảo dưỡng một cái nhỏ trong cái khoang này thôi. Mà vậy á. Ôi trời. Cái vé tàu này mà chứa nguyên cái máy bay này mình gọi là máy bay gì? Máy bay bà già hả? Dạ. Ok, cô bác anh chị thấy kìa. Một cái chiếc máy bay mà cô bác của chị thấy nó nhỏ xíu ở trong cái khoang tàu ở dưới này, ở dưới chưa có lên nữa nha. Đây nè. Đó. Cái này máy bay giống như máy bay trực thăng vậy đó. Dạ. Để nó có cánh quạt ở trên kìa. À, người ta xếp lại hả chú ha? Đúng rồi. Ta xếp cánh quạt lại. Dạ. À, ví dụ bây giờ mình muốn nghe về tiểu sử của cái này thì mình dùng cái này mình chỉa vô chỗ đó. Dạ. Thì mình nghe giống như cái phone vậy đó. Dạ. Thì nó sẽ giới thiệu cho mình biết là cái máy bay này từ đâu ra. Dạ. Nhưng mà quân sự thì hay mình không có biết nhiều nên thành ở cứ tham quan. Dạ, ở đây đi. Nói về cái sự nó con tàu nó bự. Nó to lắm mà thật ra thì để mà đi tham quan hết cái con tàu này cũng mệt mỏi lắm. Đúng chú rồi. À. Đúng rồi. Dạ. Đây là chỉ cái phần ở dưới thôi. Dạ. Sau đó mình có thể vô từng cái khoang tàu ở trong đó đó. Dạ. À, mình coi những cái phòng, những cái khoang mà thủy thủ họ nằm ngủ.
dạ. Là cái khoang mà phòng ăn nó dạ. làm sao, hay là những cái khoang khác nhau. Đây là những cái chiếc máy bay đã từng sử dụng thật không đó nha. Và ở bên đây họ cũng đã có bán đồ lưu niệm đó. Cái chỗ này là mình chụp hình á, chụp hình luôn này. Cái chỗ này mình vô mình chụp hình á, dạ. Rồi mình đi ra chỗ này, nếu mà mình muốn thì mình mua, dạ. Còn mình không muốn thì thôi, nó không dạ. bắt buộc. Và phía trước thì bây giờ làm cà phê với bán cái shop á, cái quầy á, cô bác anh chị. Hai chú cháu mình đi lên trên đường nào? Đi vòng lại đi. Dạ. Còn đây nè, quay hướng này cho cô bác anh chị thấy nè. Người ta sẽ cho mình trải nghiệm á. Mình trải nghiệm trong cái buồng máy của máy bay á. Dạ. Đó, là mình bay thử luôn á. À. Đó, là mình bay nó ra làm sao á. Dạ. Mấy chục năm rồi hả chú ha? Cũng năm 1945 giờ cũng rất lâu rồi, nhưng mà không ngờ Mỹ lại làm như vậy. Có những người có thấy nó đầu óc cao siêu á. Chị thấy hệ thống ống dẫn của nó nè, thấy không? Những cái ống này nó rất là to luôn nha. Và trên này nó hàng trăm hàng ngàn cái ống dẫn như thế này đó. Đây. Thì chú Kinh Minh rằng có chia sẻ là cái người mà thiết kế ra cái con tàu này đó, phải nói là cực kỳ siêu đẳng này. Hệ thống ống dẫn đó nè. Ở trong tàu nè. Này chắc ống dẫn điện rồi đó hả chúng ta? Ống điện rồi mấy cái mà communication cable. Còn ở trên này nè, ống dẫn điện nè. Trời ơi. Chỗ này thì là văn phòng ta làm việc á. Dạ. Hả thì nó để như cái người đó để cho mình biết á. À. Hả. Đó là điện đàm rồi này kia đó. Ồ. Oh. Trời ơi trời. Cái chỗ này nó kêu là aircraft repair shop. Yeah. Là cái chỗ để mà sửa chữa. Yeah. Những cái dụng cụ mà trên tàu nó có bị hư cái gì đó. Bên máy bay hay gì đó thì nó trong này. Mà những cái máy này là nó cổ lỗ sĩ từ cả 100 năm trước rồi. Yeah. Mà mình thấy nó vẫn còn tối tân ha. Và bên đây một hệ thống khoang nữa nè. Nhưng mà chỗ này nó không cho mình vô. Bên đây thì không cho vô. Không cho vô. Trời ơi. Thì cho mình vô một cái phần nào thôi. Dạ. Giờ tôi tiếp tục mà cái chữ tour continue không? Dạ. Thì mình cứ đi theo cái video hướng dẫn này nè. Chứ không đi theo là lạc nha. Bảo đảm là lạc luôn á. Không biết cái này là gì, chắc là restroom quá. Dạ. Để vô thử coi nó là gì. Ờ nó khóa rồi. Nó khóa cửa rồi. Dạ. Nè cô bác có chị thấy cái này là hệ thống là chắc hộp điện. Hộp điện á. Ừ, giáp dài. Thì những cái dây cable nó vô đây để communicate ra ngoài. Ống dẫn điện ở trên đầu nè. Ừ. À. Mà bây giờ thì bây giờ thì nó nằm chìm ở bên trong hết rồi. Chìm ở bên trong hết rồi. Cái thời đó thì nó vẫn còn lạc hậu hơn chút xíu. Cái chỗ mấy chỗ này. Cái này giống như chơi chơi cờ hình mấy con cờ chứ ha. This shield. Cái này là không hiểu. And the squadron is 20 or 30 pounds, or so. Yeah, between 12 and 20. And depending on how many planes are. Oh, sorry. Yeah. I'm sorry. Yeah. Is that a restroom? Oh, is that like just like a. He's a officer, though. I think it says commanding officer, so he gets a bigger room, right? So it should be a big shock here.
Dạ, yeah, yes, cái này là nơi thay đồ thôi chứ không? À không, cái này cái phòng á, state room là cái phòng của cái người mà giống như là the officer là đang ở đây. À, cái phòng có một, cái phòng có mũ, lính á. Của người lính á, à. Có tivi, có điện thoại, có tủ. À, quay ra cho mày hả? Ở đây có nơi người ta giống như hai người tiếp chuyện tiếp khách với nhau á. Dạ. Dạ. Commanding officer. Dạ. Là những người mà có chức sắc á, đây là commanding officer. Dạ. Yeah. Có chức vụ á, có chức vụ commanding là giống như là thuyền trưởng hay là đại ca vậy đó. Người ta sẽ đóng commander. Dạ. Yeah. Thằng bên này cũng có ghế ngồi á, có ghế ngồi, chắc là phòng họp cái gì đó. Dạ, yeah, chắc phòng họp á. Trời trời trời. Mấy cái phòng này phòng ngủ nè. Nha. Yeah. Có giường ngủ nè. Dạ. Thấy không? Giường ngủ. Thấy cái máy tính, cái máy á. Cái máy đánh máy, máy không? Đánh máy. Cũ hồi xưa nè. Dạ. Thấy mỗi phòng đều có cái sinh rửa mặt mà ghê đó. Dạ. Giường ngủ. Đây sáng hơn nó xíu. À, bên này sáng hơn. Thì bên này người ta đang ngủ mà. Cái này là phòng... Dạ đó, cho những người commanding officer. Dạ. Là những người mà chắc là... thuyền trưởng hay là không phải thuyền trưởng, thuyền trưởng là captain. Dạ. Yeah. Nhưng mà theo Bùi Hồ nghĩ những cái vật dụng ở trong này là những cái vật dụng thật không nha? Thật, đúng rồi. Người ta đã từng sử dụng ở rồi, ở trong này luôn á các bác anh chị. Dạ. Sử dụng đồ thật luôn á. Dạ. Yeah. Yeah. Những cái chiếc áo đồ là thật hết á, chỗ hải quân thật á. Dạ. Yeah. À. Kinh khủng ha. Nó ở giá trị là nó không có tạo ra. Dạ. Cái giá trị thật của những cái này là nó thật sự nó làm như vậy luôn. Nó đã từng sử dụng nó rồi. Từng sử dụng rồi. Dạ. Dạ. Chứ nó không có phải là nó trưng bày lên cho mình biết hoặc nó tạo ra. Dạ. À. Ừ. À, hãy cho cháu đi hướng này. À, chỗ này là con để đồ. À, để quần áo đồ á. Đó, những cái đồ áo. Ừ. Ở đây chỉ có cái này, cái phòng này mình nhìn vô nè. Dạ. Nó không cho mình vô đường kia. Dạ. Thì nó cho mình đi thành một cái tour đó. Dạ. Dạ. Phòng này chắc là phòng chỉ được phim mình. Dạ. Giải trí á. Người ta giải trí. Dạ. Ta ngồi đây ta coi phim nè, đó. Dạ. Phim mình coi. Nhảy dài thôi. Chắc là không có đâu. Dạ. Tại vì cái màn hình này màn hình mới, TV mới. Dạ. Nhưng mà ở đây giống như ngồi để bàn việc. Đây nè, nè cái nốt nè. Tức là là hôm nay làm gì đó, mission nè, dạ. Là mission hôm nay làm gì. Đó, nốt hôm nay làm gì, meeting. Giống như cái phòng họp á. Dạ. Giống là khá giống như phòng họp. Phòng họp á. Nè, coi ngày nè. 1983 nè. 13 tháng 8 1983. À. Hệ thống ống dẫn nước rồi dây điện của bác có chị biết là nó rất là chằng chịt luôn á, nó không đơn giản như mình nghĩ mà. Ở trên ở ngoài thôi là mình nhìn thấy là sự khủng khiếp của cái con tàu này nó to đến cỡ nào. Khi mà họ làm bảo tàng thì họ sẽ chiếu những cái thước phim cho mình xem để mình hiểu thêm về cái lịch sử của cái con tàu. Đây là phòng office làm việc. À. Là đây là mấy ông tổng thống nè. Đây ông tổng thống nào? Này ông Ronald Reagan nè, George Bush nè. À. Mấy ông này là mấy ông tổng thống. Dạ. Yeah. Ừ. Nó... Một cái ống dẫn này chú. Ôi à. Ôi. Nó chặn lại là để nó cho mình thành một cái tour để mình đi. Dạ. Để mà người ta đi một đường thôi. Dạ. Người ta không có chồng chéo lên nhau. Thật ra là có bác có chị hiểu là ở trong cái tàu này nó rất là nhiều khoang. Mà nếu như mà không có những cái hướng dẫn, những cái chặn lại á, thì mình đi sẽ lạc á. Đúng rồi. Bên này.
giống như phòng trưng bày hả chú hả? Trưng bày. Thôi mình nói sẽ. Nhưng mà con thấy là cái hướng dẫn ở đây họ đi hướng dẫn hay á chú. Đi đến đâu có mũi tên đến đó rất là gõ ghề. Dạ. Để mình biết từ chỗ này qua chỗ kia. Chứ nếu không là mình sẽ không đi ra lối này. Mình sẽ. Đó. Nó cho mình đi theo một hướng thôi. Dạ. Tất cả mọi người đi theo một hướng. Đây. Đây phòng làm việc. Này budget open report. Là cái này á là về financial. Yeah. Tức là về tiền bạc á. Anh này giống anh như này, thủ quỹ giống hả? Như là kế toán đó. Chi lương. Đúng rồi. Đó mấy cái này là giống như là timesheet nè. Của những thủy thủ họ làm việc xong là làm bao nhiêu giờ bao giờ rồi đem đến là tính toán. Dạ. Yeah. Là bao nhiêu tiền để trả tiền cho. Không vậy. Ở đây này là giống như một cái công sở nó đầy đủ bộ phận hết á. Chứ không chỉ là lính hải quân không. Đã thấy một cái computer mà thời hồi xưa không? Dạ. Yeah. Đó. Thời xưa cái computer nó như vậy đó. Dạ. Yeah. Lúc mà khoảng chừng năm 89 á, chú qua đây là chú đi học ở high school. Và yeah. Chú qua đây là chú học lớp 10. Dạ. Yeah. Thì là trong trường học là có những cái computer nó như vậy đó. À. Chứ nó không phải như hiện đại như bây giờ đâu. Dạ. Yeah. Có những cái điện thoại nữa kìa. Ừ. Viết đồ để đầy đủ. Yeah. Ha. Điện thoại này là điện thoại mà cổ xưa nè. Dạ. Dùng quay nè. Dạ. Sau này nó mới ra là ấn nút. Rồi sau nó mới là cordless. Dạ. Captain là thuyền trưởng đó. Những người thuyền trưởng bắt đầu từ năm nào đến năm nào, đây là nó khó chứ cái này. Dạ, đây là các thuyền trưởng trải qua từng năm lịch sử á. Dạ đúng rồi. À. Kìa. Ủa chị thấy không? Đi hướng này hả chú hả? À đúng rồi. Khủng khiếp quá. Vậy đó thật sự là nó hơn so với những gì mà mình tưởng tượng ở trong đầu. Đó nên mình muốn thì mình có thể ngồi đây mình coi phim. Dạ. Họ từng cho mình đi tiếp tục mình đi. Tiếp tục mình đi bên kia. Yeah. Ở đây. Dạ. Biết là cái sao thật sự trong cái tàu nó đang sao đó, là máy nó nổ nó chạy vậy đó, tức là cái sao để mình thấy nó ồn á là do nó cố ý nó làm cái audio là cho nó biết mình biết là cái tàu này lúc mà operation nó, thật giờ khi nó chạy thật nó chạy thật là nó kêu như vậy đó. Dạ, không phải nó đứng im như em ngu vậy. Nó cái âm thanh này là hỗ trợ tiếng ồn khi mà con tàu nó hoạt động á. Ngoài hú này cái này là đã thành cái audio. Yeah. Để mà cho mình biết là trong cái khoang tàu thật sự là nó ồn như vậy đó. Dạ. Yeah. Kinh khủng không? Bây giờ hai chú cháu sẽ đi không biết đi hướng nào luôn. Mình cứ theo cái error thôi. Dạ. Yeah. Nó dẫn đi hướng nào hai chú cháu đi hướng đó đó. Đúng rồi. Bây giờ mình đi ngược lại cũng không được nữa. Dạ. Yeah. Theo một chiều duy nhất thôi. Đúng rồi. Đây là cái tủ đồ. Tủ giường ngủ nè, thấy không? Ừ, đó. Từ khoang. Dạ. Từ khoang người ta ngủ á. Bây giờ chú có thể đi trở lại theo hướng kia được không? Con chú nhớ lối đi không? Không. Trời. Trời ơi. Khủng khiếp không? Này nó khủng khiếp hơn nữa đó là những cái người mà họ tạo ra những cái máy này nè. Dạ.
làm sao họ biết họ tạo ra cái hình dáng cái máy này để mà nó sử dụng cho cái gì, đúng không? Cái con tàu này nó đã cũ xưa rồi, nhưng mà những người mà tạo ra cái máy này chắc còn xưa hơn nữa, đúng không? Dạ, quá quá khủng khiếp. Mà nó để làm cái chức năng gì nữa? Trời ơi trời. À, để vận hành cái con tàu nè, thấy không? À, đúng không chú Phật? Ừ. À. Dạ. GPS đó. Cái đồ đây là nó quan tàu, nó đi quan sát là coi có cái gì á, nó, nó scan đó. Air Traffic Control Center. Khủng khiếp thật. Không gian. Mình vô đây mình thấy mình càng nhỏ bé chứ. Cái này giống như cái khoang để điều hành cái con tàu á. Dạ. Dưới sàn. Nó giấu dây dưới này. Yeah. Nó cho mình thấy là dưới cái sàn này nó hệ thống dây dẫn. Chứa dây. Điều khiển nè. Dễ sợ. Cái này giống như mấy cái lao vàng gì á. À, nó scan á, nó scan through. Cái dễ sợ thiệt. Hãy nhớ mình coi những cái phim không? À, mấy người thuyền trưởng họ đây họ đo đạc là mình bay đi tới đâu bản đồ. Là cái tay vịn của cái cánh cửa. Không, cái đó là cái lock á, khóa lại. Đã khóa lại á, ấn xuống thì cái cánh cửa nó lock lại luôn. Nó siêu ra đó, nước nó không vô được luôn. Trời ơi là trời. Con tàu quân sự của Mỹ á. Này là có hàng ngàn người trên này hả chú ha? À, chắc phải dài á, hàng ngàn người trên này. Đây còn lối đi lên mà nó không cho mình lên ha. Nó không cho mình dẫn ra. Ồ, đây là cái khu neo nè. Thấy cái neo không? Mày. Nồi đúc cái sợi dây xích này thôi cũng là một vấn đề rồi chứ đừng nói. Chú cháu thì sẽ đi lên một cái hướng khác, lên gần như là trên cái sân thượng á của cái chiếc tàu. Đây là nơi cao nhất của chiếc tàu hả chú ha? Hồi nãy là mình chỉ đi tầng dưới thôi. Dạ. Đi qua bên này nè mọi. Trời ơi. Ôi. Đây là cái chiến hạm thì ở đây giống như là gọi là tàu sân bay á. À, thì ở đây là cái sân bay nè. Ồ, mấy sân bay đó. Mấy chiếc bay máy bay nó đậu được quá vậy đấy không? Kinh khủng quá chú ha. Nếu như mà đếm những cái chiếc máy bay quân sự nhỏ nhỏ thì cũng rất là nhiều chiếc ha chú ha. Dạ, nhiều lắm. Đó ơi, ngồi lên đó chụp hình nữa kìa. Ừ. Lên chụp không? Dạ, lên chụp hình quá. Ok, đi lên chứ chụp cho. Chú một chiếc nào hai chú cháu lên chụp hình. Hình như là lấy chỉ cho một chiếc thôi. Cho chiếc này thôi. Cái chiếc này chiếc nhỏ nhỏ thôi cô bác anh chị. Vừa hồi sẽ kìa, lên đó. Chiếc kia nó cho vô trong kìa. Nhưng mà chiếc đó là nó ở trong cái khoang này. Ừ, nó trong cái khoang. Còn cái chiếc này ở ngoài trời. Vừa hồi sẽ chia sẻ cho cô bác cái chuyện trải nghiệm ở trên một cái chiếc máy bay ở đây nha. Ở đây là cái buồng của cái anh phi công anh ngồi tại chỗ này nè. Đó. Đây là cái khoang nha cô bác anh chị. À, cái khoang ở đây là một cái khoang lái. Ở đằng đây sao nữa nè. Thấy một cái chiếc nhỏ nhỏ thôi mà nó mình nhìn thấy nó chứa được cả hai người luôn á. Và bây giờ mình đi xuống mình cũng sẽ nhường cho chị này lên chụp hình. Đây là một cái trải nghiệm khá là thú vị ha. Con cảm ơn chú Kevin Trần chụp hình cho buổi hồ. Và ở đây có nó có rất là nhiều chiếc như thế này chứ không phải là chỉ có một chiếc như các bác anh chị. Nó gọi là cái chiếc chiến hạm mà nên thành nữ là ở đây là giống như bãi đáp của các máy bay quân sự á. Đó, và cô bác có chị thấy
kia nữa kìa, thấy không? Khủng khiếp không? Và cái chiếc này nữa nè. Hai chú cháu mình vô trong này thử hai chú ha. Ừ, vô đi. Dạ. Mình còn khoảng chừng độ 20 phút nữa nha. Dạ. Ê, chú. Dạ. Ở đây là chở mấy cái giống như có phải là lính giống như lính nhảy dù á chú, cái khoang cho lính nhảy dù á. Ngày hai anh này là hai anh phi công, anh lái ngoài trước. Ừ. Rồi cái mấy lính nhảy dù mấy anh sẽ ngồi ở đây. Rồi vừa hồi vô đây ngồi cái chụp tấm hình cho nè. Dạ. Chắc con nghĩ là cái đây là cái phần mà họ đã tháo ra bớt. Đúng rồi, để cho mình thấy dây nhờ thôi. Thấy những cái sợi dây. Đúng rồi, chứ còn thật sự ra là nó phải cover hết chứ. Dạ. Nghĩ vậy. Và cái cửa này là giống như là kéo ra để cho lính nhảy dù đúng nè. Đúng rồi, chắc vậy. Dạ. Yeah. Một cái chiếc này thì theo sức chứa chắc khoảng 50 người là bình thường ha chú ha? Không biết nữa. Hiểu đó, tại vì thường thường ghế là nó sẽ ngồi bên hông, mình ngồi hai bên. Dạ, ngồi hai bên. Nó ngồi hai bên, cái này là ngồi dọc qua đó. Nhưng mà bây giờ thì chỉ để cho một vài khách du lịch người ta ngồi ở đây thôi để mình trải nghiệm thôi, chứ thật ra là cái chiếc tàu này nếu như mà nó làm liền mạch hết thì mình nhìn cái sàn này á, kể cả luôn cái phần ở cái trần ở trên đó, nó không phải giống như vậy đâu. Và ở trên này thì theo Bùi Hồ và chú Kevin Trần được thấy thì khoảng hơn 10 chiếc với kích cỡ khác nhau nha, hình dáng khác nhau nha, và có cả những cái chiếc máy này là như là bomber nè, máy đồng ảnh hiển này nghe không. Mấy cái này là máy bay nhảy dù, thì là nó chỉ là đây nè, nó gọi là rescue nè. Dạ. Là khẩn cấp, cứu cấp thì kia đó. Còn máy bay này là máy bay để mà bắn missile nè. Dạ. Hạt điển nè. Ồ. Loại nhiều. Mỗi một loại là nó sử dụng cho một cái đặc biệt khác nhau. Dạ. Ví dụ những máy bay này là máy bay trực thăng mà nó cho Navy. Dạ. Navy tức là hải quân. Hải quân khác với lại những cái cho không quân hay là cho Marine hoặc là cho. Các bạn có thể thấy không? Ở cái chiếc này thì nó cái đuôi nó mở ra đằng sau nè. Còn cái chiếc này anh này với anh này nè. Đó, chú. À, mỗi một cái chiếc nó công dụng nó khác nhau thôi chú ha. Đây. À, mình sẽ ra đằng sau đuôi á. Trời ơi trời. Ê, cô bác có chị thấy đằng sau không? Đó, cái mỏ tàu đằng sau đó. Và rất là nhiều loại máy bay khác nhau, không có biết loại máy bay nào luôn. Và đây là cái đường băng mà để mà cái con những cái chiếc máy bay á, khi mà nó trượt băng thì nó vô bãi đổ, thì đây là cái đường băng ở trên cái chiếc tàu sân bay nè. Ờ, khủng khiếp không cô bác anh chị? Nó rất là rộng nha. Cái nào phía đằng sau đó giờ nó đang làm, nó đang sửa chữa gì ngoài đó đó. Dạ. Nó bịt lại đó cho dạ. Du khách đeo đưa bên này thôi, nhưng mà nó đang sửa chữa. Chú có thường đi xuống đây không? Không, ít lắm. Có khách, có người từ xa tới chơi thì mới dẫn đi xuống thôi. Và phải nói là ở trên này, ở cô bác anh chị, đứng ở trên này mình thấy mình bé nhỏ so với cái con tàu này lắm. Ha chú ha. Đây là một cái phần ở trên cái mặt của cái chiếc tàu thôi. Còn cái phần ở dưới thì để vận hành một cái chiếc tàu là một cái gì đó nó ngoài sức tưởng tượng của Bùi Hồ và tất cả cô bác anh chị. Mà qua những cái thước phim đó, Bùi Hồ chia sẻ nhỏ nhỏ thì cô bác anh chị sẽ không cảm nhận được hết cái chiếc tàu nó rộng lớn đến cỡ nào hả chú ha. Và chú Kevin Trần thường nói một cái câu đó là không biết cái người mà người ta design á, người ta vẽ ra mô hình cái chiếc tàu rồi để nó hoạt động, rồi sao nó đi vào hoạt động và những cái chiếc máy bay nó đậu sao là là một vấn đề luôn á. Mà cái mà mình nói là cái tàu này nó đã sản xuất ra từ cả gần 100 năm trước rồi. Chứ nó không phải là mới đây. Là cái đó là mới là cái mà mình nói là không biết là những cái người mà họ đã từ thế kỷ trước mà họ đã có những cái đầu óc họ làm ra được những cái sản phẩm này thì nó rất là vĩ đại. Chứ đâu mình không có nói là chuyện đến bây giờ thì không biết là nó lên tới gần chục chỗ nào rồi phải không? Dạ. Rồi thôi bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi vòng vòng tiếp ha. Okay. Bây giờ thì hai chú cháu sẽ gọi một cái món gì đó ăn nhẹ nhẹ một tí xíu, ra ngoài kia ngắm view cho cô bác anh chị thấy luôn. Ở đây là trên một cái cảm ứng cô bác anh chị đấy. Sau mùa Covid đó là nó mình không tập tay vô gì á. Cái này là chọn món ăn hay chứ món ăn thì mình muốn ăn bánh mì daily á, là bánh mì. Dạ.
station. Đây nó có những cái phần này là chicken tender nè, là gà đó. Gà đó thì cứ nghĩ cái phần này mình ăn ok nè. Dạ. À, mình cho phù hầu thử cái này cũng là ăn bê sauce coi nó là cái gì, thử đi. Còn không mình thường thường là mình ăn với ketchup thôi. Dạ. Này nếu có discount này bấm vô. Dạ. Từ từ ví dụ như 55 tuổi hay là những cái người không có discount thì giảm giá. Là giảm giá đúng rồi. Page number mình đã thấy này. Số 25. Tổng số 25 vô. Thứ tự. Không, thứ tự nút là rung. Nó rung thì mình ra mình lấy. Mình thao thức thê. Thê bằng visa, mình thê gì á thì mình lại đây. Trời ơi. Xong rồi thầy mình áp vô đây. Cái này nào có cho bạn. Visa. 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 Nên nó có khác mà sao nó Nam Quốc. Chắc là nghe không hả chú? Cái phần này đó, sau khi nó nhận thẻ thì trả tiền thôi. Và đây là cái quầy bán này cô bác anh chị. Và sau khi mình trả tiền thì cái đó nó sẽ buông rồi mình sẽ nhận món ăn. How about water? Do you have a cup of water? Okay, thank you. Yeah. Nước hả chú hả? À, nước lọc thôi. Dạ. Đây nước lọc thì miễn phí. Dạ. Vậy đây nó có Coca rồi nè. Không, mình không được, mình phải trả tiền. Dạ. Cái này là water là mình đó miễn phí. À. Còn Coca thì mình phải trả tiền. Mình uống nè. Dạ. Thì hai chú cháu chia sẻ cho cô bác quý chị biết về cái con tàu nó to cỡ nào và cái cách người ta những cái hải quân ở trên tàu á ăn ngủ ra sao thôi. Còn bây giờ thì hai chú cháu sẽ thưởng thức bữa trưa ha. Bao nhiêu đó để cô bác anh chị hiểu không? Dạ. Cái này là người ta chỉ cần quẹt cái tay này thôi là nó sẽ tự mở ra. Đây. Ngồi đi. Dạ. Ồ, sao mình không ngồi bên kia ta? Cái view kia đẹp hơn đúng không chú hả? Ăn cho biết. Cái này là nước chấm hả chú hả? Sốt á. Cái này là barbecue. Dạ. Cái barbecue thường thường mình ăn gà đó. Dạ. Là mình chấm cái barbecue này. Ờ. Ở đây á là mỗi này vì vấn đề vệ sinh á. Dạ. Thành ra đây mỗi người mình sẽ lấy một thứ ha. Một cái phần này là hình như là hồi sớm là 16 đồng á. À, cũng đó 16 đồng đó. À. Đây nó có cho thêm cái sauce này. Dạ. Chút nữa đó, rồi mình sẽ lấy thêm cái này để mình xớt qua. À, mít lại. Rồi. Dạ. À, mình lấy napkin nữa. Đây napkin nó có sẵn đây luôn. À. Này là nơi lấy giấy á. Ừ, vậy. Dạ. Muốn lấy bao nhiêu lại? Dạ. À. Nó khác với ở Trung Quốc lúc trước mà Bùi Hồ đi nha. Lúc trước thì sau đó mở ra, nó tự mở cửa luôn. Lúc trước Bùi Hồ đi Trung Quốc á, cô bác có chị biết không? Là ở Trung Quốc họ không có sử dụng giấy vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh không có giấy mà họ không có sử dụng nước luôn. À, bây giờ hai chú cháu đi ra, Bùi Hồ phải đi trước tí để mà mở cửa cho chú bằng cái tay cảm biến ở trên cái cánh cửa thôi. Đây nè, đưa vô là nó mở ra này thôi. Qua bên kia cái view nó đẹp hơn ha chú ha. Đúng rồi, view biển. Tao view biển. Dạ. Đây. Mình đang sơ sơ. Dạ. Mình còn đi thêm 1 tiếng nữa mà. Dạ. Ở dưới đó là cái hình như là nụ hôn bất tử á. À, đấy hình hai người đó, hai người lính hôn nhau không? Qua đây hả chú hả? Dạ, đây hả chú hả? À, đấy, còn có hai chú cháu ở trên tàu. Rồi, nước của Bùi Hồ nè. Ồ, chắc có chừng nó bay giấy nè. Là mỗi một người cầm mấy miếng giấy đi. Cho nó khỏi bay đây nè, nó giấy. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, mỗi người một cái phần này. Cái này là tomato ketchup.
còn cái đằng này là barbecue. Dạ. Còn cái phần này cái sauce là chú mua thêm. Dạ. Cái sauce này là cái sauce nó giống như là Thousand Island vậy đó. Dạ. À, nhưng mà cái đằng này để mình chấm mình ăn gà. À. Cái này là tự túc, mỗi người cầm miếng đi, ăn bóc thôi. Dạ. Đây thì hơi tối nhưng mà đây thì sáng hơn. Cái này là mình chấm thường thường là khoai tây chiên thì mình chấm với ketchup. Này giống như là cà chua, cà chua, sốt cà chua. Còn bên này là sốt barbecue. Hai cái này là mình chấm gà. Cái này một là mình chấm bằng cái này. Chú Ken Vinh Trần có chia sẻ như thế này nè. Người Mỹ á, họ rất là thích ăn fast food, là đồ ăn nhanh á. Vì họ họ không có cầu kỳ về cái món ăn. Thời gian họ họ quý cái thời gian lắm. Nên họ ăn những cái món ăn nó sao cho nó nhanh tiện nhất có thể hả chú ha. Còn ở nước Pháp, chú từng đi á thì chú chia sẻ là ở Pháp thì thưởng thức những món ăn nó cầu kỳ hơn. Dạ. Nó tốn thời gian hơn. Tốn thời gian hơn. Dạ. Và Bùi Hồ, nơi Bùi Hồ và chú Ken Vinh Trần ăn cũng khá là đặc biệt. Cái quán có gì? Ăn trên con tàu chiến hạm chứ không phải là ở một nơi nào khác nha. Đây là cái gà. Cái này là ketchup, còn mình này là barbecue, còn cái này là cái sauce với là mayonnaise gì đó. Thì ba thứ luôn. Thì bữa hồi chấm này là cho anh biết ngồi. Cái phần này là chú mua thêm à? Rẻ hơn đó, phải 50 cent thôi. Ăn cho biết ngồi. Nhưng mà ngon. Dạ. Thế khoai tây nó cắt bự đó sợ không? Dạ. Tại vì cái trái khoai tây này nó rất là to, nó to bằng cái này. Chứ nó không phải là khoai tây như Việt Nam mà nhỏ xíu vậy đâu. Dạ. Cái tay trái khoai tây này quý vị thấy nó cắt được cái miếng này không? Thì là cái trái khoai tây nó phải to bằng gần bằng cái này. Nước này là miễn phí nè. À, ngày hôm nay thì Hà Bùi Hồ với lại chú Ken Vinh Trần á vui vẻ cho cô bác quý vị biết cái con tàu chiến hạm của Mỹ nó to như thế nào. Còn cái cách hoạt động vận hành đó thì phải nói là không biết bao nhiêu triệu đô nữa và không biết dưới bao nhiêu ngàn người luôn nữa ha chú ha. Nhưng mà đây là một trong những video á mà cho cô bác quý chị biết thêm về con tàu chiến hạm của Mỹ, một con tàu đã từng hoạt động hơn 40 năm ở Thế chiến thứ hai á. Nhờ cái con tàu này đây mà gọi là quan trọng của hải quân của Mỹ á, thì chia sẻ sơ sơ về cho cô bác quý chị. Còn cô bác quý chị nào muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về quân sự hải quân á thì có thể search trên mạng. Còn mấy chú cháu là chủ yếu là đi du lịch để chia sẻ cho cô bác anh chị biết. Cảm ơn chú Ken Vinh Trần rất là nhiều. Ok, bye bye. Dạ.